Bắp cải thảo trộn gỏi chay. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay Cùng Nhi. Đây là cải thảo, Nhi sẽ tách ra từng lá, rửa sạch và sơ chế cả nhà xem trong video cách cắt nha. Mình sẽ cắt theo chiều dọc một khúc tầm khoảng dài giống như một ngón tay. Như vậy thì trộn gỏi trong sẽ ngon hơn và không có vụn. Phần lá mình cũng cắt dọc giống vậy luôn. Tiếp đến Nhi sẽ cho vào tô. Nhi kết hợp thêm một ít dưa leo nè và cà rốt, cả nhà bào sợi hoặc cắt sợi nha. Rồi Nhi ướp vào đây một thìa canh đường, nửa thìa cà phê muối và một lát chanh. Sau đó mình trộn đều để cho rau củ dịu một xíu và lát nữa trộn gỏi sẽ không có ra nước. Mình ướp cái này khoảng 30 phút ha. Trong lúc đó sơ chế tiếp, Nhi có một ít hành baro đậu trắng á, mình phi cho thơm. Rồi Nhi cho ra chén nè, chừa là một xíu để Nhi xào cái nấm đùi gà để trộn chung với gỏi. Nhi ướp thêm xíu nước tương và tiêu xay. Và ngoài nấm đùi gà, cả nhà có thể thay các loại nấm khác hoặc là đậu hũ chiên cũng được. Còn bây giờ mình pha cái sốt trộn gỏi, công thức chi tiết như ghi trên màn hình. Có nước chanh nè, đường và nước mắm chay. Mình pha kẹo sệt giống như vậy, ngọt ngọt chua chua để lát mình trộn gỏi luôn. Lúc này thì sau 30 phút, cái phần rau củ này á, đã ra nước nè, mình vắt ráo rồi cả nhà để riêng. Và lúc này cải thảo vẫn còn giữ được độ giòn, rất là ngon luôn á cả nhà. Và Nhi bắt đầu trộn gỏi luôn, thêm nấm đùi gà xào lúc nãy nè, rồi thêm một ít chả tàu hũ ki nữa, thêm baro phi thơm. Và mình sử dụng một ít rau húng quế, cả nhà cắt nhỏ nha, cho cái phần sốt trộn gỏi vào. Bây giờ mình sẽ trộn đều nè, xóc đều lên, rồi trình bày ra dĩa. Và với các món gỏi, cả nhà có thể kết hợp ăn kèm cùng bánh phồng chay hoặc là bánh đa nha. Rồi Nhi điểm thêm một ít ớt đỏ nè. Và không thể thiếu đậu phộng rang giã nhuyễn nữa. Và đến phần trang trí, cả nhà có thể điểm thêm hoa tùy theo sở thích nha. Hôm nay với một nguyên liệu rất là dễ tìm, đơn giản, bắp cải thảo, mình vẫn có thể làm nên một món gỏi chay nè, phong phú và đa dạng như vậy. Cả nhà tham khảo thử món chay hôm nay nha.